tiền này đấy là từ khách hàng. Thế khách hàng này thì làm sao mà chúng ta lại có thể phục vụ được khách hàng? Chúng ta phải có quy trình nội bộ để chúng ta phục vụ khách hàng. Và cái quy trình nội bộ này có tự nhiên không? Nó chạy được không? Thì phải có nhân viên. Thế có nhân viên này có phải tuyển dụng và có phải đào tạo nó hay không? Hay là cứ tuyển nhân viên về là làm luôn? Ừ, thì phải tuyển về đào tạo. À, hóa ra mọi thứ trong tương bản nó mang tính chất là nhân quả với nhau. Triển luôn luôn gặp phải các khủng hoảng, và nếu có Mixi nó sẽ giúp cho chúng ta bớt đau, bớt khổ. Đó, Mixi nó là từ công cụ đấy. Đây, chúng ta nhìn thấy không? Nó công cụ giúp cho chúng ta có thể khắc phục được những khủng hoảng tài chính.